Chào anh em ơi, giới thiệu với anh em đây con 3T63 anh em. Máy này máy rất hay anh em. Con này bán giá 6 triệu nha anh em. Máy nguyên địa nguyên, chưa bung chưa làm gì hết nha anh em. Đổ hơi nhẹ. Thì mình bán cho khách ở Bình Đại Bến Tre nha anh em. Đây ông anh ông đặt con máy 63 rất hay. Cái bộ dàn cầu inox nha anh em. Rồi để test máy cho anh em coi tham khảo nha. Con 3T63 nha anh em ơi. Con này tua chậm nha anh em. Đài cò có cúp nhưng mà cái chụp cò nó bị nứt, mình thay chụp cò khác cho khách nha. Đây khách kêu chế bô ấm nha anh em. Về lô máy được cái bô ấm rồi chế trong khách luôn. Dàn cầu inox nha anh em. Con này 3T63 máy gớt nha anh em ơi, máy gớt hơi nha. Con này bán cái đầu máy giá 6 triệu nha anh em. Nghĩa địa nguyên zin, chưa bung chưa làm gì hết. Nhà te mình có cắt ngắn lại cho khách nha. Này là nguyên bộ dàn cầu mới nha anh em. Dàn cầu inox 3.4. Đây bọc lắp đây anh em. Bọc lắp 42 nối khúc 34 nha. Chắc lắp thì 18 inox. Bộ dàn cầu này tâm si nha anh em. Đây ông khách đặt chiến dịch inox nha anh em. Đây inox lỗ 18 như đề anh em. Ổ hóa đề đều đầy đủ luôn. Kia. Địa chỉ anh có ghi trong cái giấy đó. Dạ. Gì nào? Đây là bọc lát nè. Đi lên bên đây. Cứ bước bước mở mở lấy công dây mình. Rồi chuyển lên xe anh em. Gửi cho khách ở Bình Đại Bến Tre.